Rồi, hello anh em. Chào mừng anh em đã quay trở về với kênh của Vũ Linh ha. Anh em lên cho anh em lô an ngắn gọn nhanh lẹ 10 con anh em. Đó. Và hôm nay có thêm một cái sản phẩm mới muốn đem lại cho anh em, không gà anh em cũng hỏi rất là nhiều nè, là sản phẩm gom cỏ. Đó, cái này là gom cỏ, gom lúa rồi đó ha, là nó đó. Sản phẩm này em bán với giá là 50.000 một cái. Là nó chỉ có số lượng 20 cái thôi anh em, tại vì cái này là đại lý người ta chào hàng ha, người ta tặng em một số rồi, bởi vì em bán cho anh em giá rẻ là 50.000 một cái thôi. Đó là cái số lượng chỉ có 20 cái duy nhất. Anh em mua một con máy và mua thêm nó mới có cái giá này nha. Còn anh em mua lẻ thì không có, số lượng chỉ có 20 cái thôi. Là người ta chào hàng và người ta tặng thêm cho em ha. Em đưa cho anh em lại cái giá tốt. Hết 20 cái đó là 100.000 một cái nha anh em. Anh em nhớ giùm em ha. Đó là hiện tại thì em để nó tặng cho một số, bởi vì em bán giá rẻ là cho anh em ha. 50.000 một cái, mua con máy và mua thêm là mấy có cái giá đó anh em. Còn anh em mua lẻ là hiện tại em chưa có bán ha, tại vì hàng nó chưa về kịp. Tại vì thì em đặt cái số lượng nó lớn lắm đó, mà hiện tại thì nó chào hàng, nói chung là nó bán phần nửa, nó cho phần nửa đó. Rồi bởi vì em mới đưa lại cho anh em cái giá là phần nửa đó luôn. Đó là 50.000 một cái, đi theo một con máy nha. Anh em chốt con máy là nó mới có cái giá này nha. Còn mua lẻ thì hiện tại thì em chưa bán, chừng nào hàng về đủ số lượng hết rồi mới bán là 100.000 một cái nha. Bởi vì anh em có ý định mua cái này, mua con máy luôn thì nhanh tay giùm em ha. Chỉ có 20 cái thôi nha anh em, với cái mức giá là 50.000 một cái, đi theo cái máy ha. Hết 20 cái đó là từ đó tới sau là em bán với giá là 100.000 nha. Anh em lưu ý, tại hiện tại là nó tặng cho một số rồi và đưa cái giá tốt cho anh em luôn. Rồi, quay về cái lô máy hôm nay ha. Em lên ngắn gọn cái lô E. Anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã là chữ E ha. Và gọi trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Đó, anh em chốt hàng không có cần đặt cọc tiền, bởi vì mình xem kỹ video, ok, ưng ý hết, mình hả chốt, mình hả cho địa chỉ, tên người nhận và số điện thoại ha. Còn cái nào không hiểu thì cứ alo trực tiếp, em sẽ tư vấn ha. Còn cái nào không ưng ý, không ok, mình cho qua, mình đăng ký kênh ha, mình bật chuông thông báo, mình chờ cái clip tiếp theo. Đó. Rồi, máy hôm nay là cờ gồm có thứ dữ không anh em? Đó, xin đi qua 270, xin đi qua S26 không nè. Rồi, một con máy thì cũng là miễn phí ship tặng nhà cho mình. Hàng đến nơi mình được quyền kiểm máy, được nổ máy thử, được gắn lử và chạy thử luôn. Ok hết mới trả tiền anh em ha. Bởi vì mình xem cho kỹ, ok hết mình hãy chốt ha, để chốt bậy chốt bừa không đúng yêu cầu để trả về tội nghiệp em ha. Đó. Và được tặng kèm theo là 6 món là dây đeo, lưỡi dao, tiếp tháo mugi, ổ phát cước, lục giác 4 và cái cản cỏ nha anh em. Cái cản cỏ là cái màu đỏ này nha. Anh em lưu ý cái này là cái cản cỏ, còn cái này là cái gom cỏ nha. Anh em phân biệt giùm em cái chỗ đó ha. Đó. Rồi, địa chỉ của em là nằm ở xã Trung Hưng, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ nha anh em. Đó, anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh, một dấu like ha. Ở clip thì em lên hàng ngày là tầm cái 6 giờ tới đến 6 giờ rưỡi chiều. Ở ví dụ như hôm thứ bảy cúp điện em nghĩ có thể là clip này em đăng nó hơi sớm tí xíu nè. Đó. Rồi, máy hôm nay là gồm có Cinewa S26, Cinewa 270, Magu 3030, con này 37 ly. Magu 26cc 34 ly, trợ lực tung gời luôn. Mitsubishi 140, ở trên đây thì có Cinewa S25 nè, cặp Echo trắng ha, siêu đẹp luôn. Cơm 2000 và con đầu tiên là con G2KC. Đó, anh em chốt hàng thì nhớ giùm em cái mã là chữ E thôi nghe, chứ anh em đừng có nói lên ơi anh chốt con G2KC, cái đó thì em không có biết, không có nhớ con máy nào được. Chốt là cái mã chữ E ha, và gọi trực tiếp giùm em ha. Cái trên cái tựa đài đó là em có để cái ngày đăng ha, cái ngày đăng và cái mã đó, với lại là số điện thoại nó em nó nằm ở trên đó nha. Rồi, con này nòng 32 ly, 22cc anh em. Hình thức máy thì nguyên zin ha, chế thì lên chế mới, chế hai kim cho anh em dễ xài ha. Ở cái con này thì nó giờ là dòng Genoa Komatsu anh em, G2KC ha. Genoa Komatsu thì anh em biết rồi, chạy chuẩn, bền, ổn định cao. Ví dụ như sau này hư là phụ tùng rất là nhiều, rất là dễ thay nha anh em. Ở con này thì tum nhựa tum liền ha. Trọng lượng con này thì nó hơn 4kg tí xíu thôi. Công tắc thì nó nằm bên đây nha anh em. Ở máy thì nói chung còn khá đẹp nha. Máy còn khá đẹp ha. Genoa Komatsu, lóc có đóng lời cơm Genoa nha anh em. Để đem quay cho anh em xem ha. Đó, nó đóng là Genoa 1850 hay gì đó. Đó anh em về có thể coi ha. Rồi, tay lái hai tay ha, cần đầu bò đầu là zin hết nha anh em. Con này giá 1.3 triệu thôi, miễn phí ship tặng nhà luôn. Bơm xăng lên.
Rồi con này thì 1.3 triệu anh em, máy chạy thì bao khỏe ha, đập cước thì cỏ non non rồi, cỏ nhỏ nhỏ thì đập láng hết, còn mà xài lưỡi dao thì cỏ như ngón giò cái đồ này kia thì chạy nửa ga thôi là năng ngọt sớt hết rồi nha. Rồi con E1 1.3 triệu, em qua con E2. Con E2 này cũng là cái dòng Genos Komatsu luôn anh em, nhưng mà cái đời này thì nó cao hơn, nó cao cấp, nó đời mới, đời hiện đại bây giờ á, là nó chạy chuẩn bền, tiết kiệm xăng ha. Đó, những cái dòng này thì anh em biết thì dòng Komatsu rồi, thì là cái độ bền nó cao và sau này hư á, cái phụ tùng nó rất là nhiều nha. Đó, cái dòng Komatsu thì bốc mạnh bền nhưng mà tiết kiệm xăng. Đó, rất là hay ở chỗ đó ha, chạy chế quanh gồ nè. Trọng lượng con này 4 kg anh em, 4 kg ha. Đó, máy nhỏ, xài thêm cái chế quanh gồ nó là rất là tiết kiệm xăng nha anh em. Đó, chạy hao xăng như mèo hử thôi. Đó, tum nhựa tum len. Đó, máy thì rất đẹp nha. Bình xăng dưới thì thay mới rồi anh em, còn bao nhiêu lại là nguyên zin hết. Con này xài tay lái một tay anh em, không thích thì em đổ qua cho cái bộ hai tay ha, miễn phí, không có tính thêm tiền nha. Cần đầu bò đều là zin hết anh em, zin 100% ha. Giá 1.350.000. Rồi con E2 này 1.350.000 nha anh em. Em qua con E3 với lại là con E4 luôn nha. Cái dòng hai con này thì chung thì em sẽ nói chung luôn. Con này là con Kyugit Echo. Ở cái dòng này thì là những cái dòng máy đời mới, đời cao cấp, đời hiện đại bây giờ nha anh em, là nó rất là tiết kiệm xăng. Tiết kiệm xăng, thân thiện với môi trường đó ha, là những cái dòng Echo Gen đồ là nó đó. Đó là nó đó ha. Nòng thì 32 ly. Đó, 23cc nghe anh em, 23cc ha, nói chung là chạy rất là khỏe. Và những cái dòng này á, nó chạy rất là ổn định, nó bền. Đó, ổn định cao, bền. Đó. Giá thì 1.4 triệu một con này ha. Những cái dòng Kyugit Echo thì anh em biết rồi, chạy nó rất là chuẩn luôn. Đó, những cái dòng này thì chạy siêu im, chạy không bao giờ mà không giặt. Đó, Echo ha, 223. Đó, máy thì bao đẹp, bao gin nghe anh em, bao đẹp, bao gin ha. Cặp này thì gin 100% hết nha. Đó. Cái con này thì cái đời nó cao hơn nè anh em, cái đời nó cao hơn. Đó, rồi tay lái hai tay ha, ga chết. Cái tay này thì nó có bằng sắt, nó bị xét xét nè, còn anh em không thích thì em đổi qua cái bộ tay nhôm đẹp cho mình luôn nha. Căng đầu bò đầu là gin hết nha anh em, gin 100% hết ha. Giá 1.4 triệu một con. Con này đề cao hơn, nổ tiếng hay hơn. Con này đề nó cao hơn nha anh em, đề nó cao hơn, cái nó là có trợ lực, với lại là bồ nó có giảm thành, nổ cực kỳ hay luôn ha. Con E4, E3 đồng giá 1.4 triệu một con hết nha. Đó, rồi em qua con E5 ha. Con này là con Cindywa S25. Con này là thuộc dòng máy mà chưa phải gọi là máy mà cho anh em đi cài đó, đi cài đấy ha. Mạnh, bền, lợi xăng mà giá rẻ ha, giá có 1.4 triệu thôi. Ở nòng 32 ly, 25cc là nghe anh em, chạy là phải gọi là bao mạnh cho anh em luôn ha. Bao mạnh, bao anh em đập cước hay là chặt cố cứng đồ này kia là làm láng hết. Đó, chế thì đem đã lên chế 2 kịp, chế mới rồi ha. Đó, với lại là thay cái bình xăng dưới nè, bình xăng dưới thay mới rồi ha, còn bao nhiêu lại là zin hết, đỡ zin hết cho mình nha. Xin đi qua S25 ha, những con này thì chạy là siêu vip rồi. S25 thì đàn em của thằng em của thằng S26 nè em. Đó, nhưng mà cái dòng này thì bộ chế cổ xài không được, lên chế với lại là cái giá thành nó rẻ, nó tương đối dễ xài mà chạy cực bền nha, bao anh em luôn, chạy cực kỳ bền ha. Công tắc nằm đây ha. Rồi cái con này là xài tum nhôm luôn anh em, tum nhôm thì anh em biết rồi, chạy không bao giờ bị hư tum hoặc là cháy tum ha. Đó, máy thì bao đẹp nha, tum nhôm nhưng mà tum liền anh em nhìn cái này là không phải là tum gời đâu nha. Đó, và thêm cái nữa là ống cần của nó, ống cần 26 và ti 7 khía. Đó, 26 ti 7 khía thì anh em có thể là gáp sạc cỏ, xế đất, xế cỏ đồ này kia, những cái món đồ mới vô là được hết nha. Đó, thì tay lái thì em cũng chưa gáp, anh em muốn gáp tay nào thì báo giùm em. Và hiện tại thì nó thiếu cái đầu bò, riêng con này thì dần nữa em sẽ gáp cái đầu bò mới nha anh em, em gáp cái đầu bò mới nha, tại vì 26 7 khía đầu bò bãi hiện tại thì em không hết rồi, em gáp cho anh em đầu bò mới nha, ngon lành hết ha. Rồi E5 1.4 triệu.
mấy con dòng máy này, những con máy dòng đời trước á, nòng dài, dên dài, mâm lửa bự, chạy rất là mạnh, anh em thêm cái mu ghi đứng nữa. Nói rồi, nói chung là những con này về là kiểu như là đủ đồ chơi cho anh em luôn, mạnh đó mà giá rẻ ha, và thêm cái ống càng to gáp được những cái món đồ mới nữa, quá hại luôn rồi ha. 1.4 triệu thôi anh em, bao ship tặng nhà, phụ tùng đi kèm 6 món, được kiểm tra hàng, được nổ máy mới trả tiền nha. Ở bây giờ anh em xem thì nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh anh em. Rồi em qua con E6 là cái dòng này là dòng Mitsubishi T140 anh em, mắc cái tem bà này, nhìn cái máy nó không còn thẩm mỹ ha. Đó, dòng này thì tum gầy, tum nhôm, tum 260 đó, là về anh em có thể gáp xịt thuốc hoặc là chế cháo đồ này kia cũng được hết nha. Đó, và nó thêm cái mu ghi đứng là chạy bao mạnh, dòng này thì bao đập cước luôn, chặt cỏ dôi, cỏ cứng đồ này kia hay là gáp bơm nước gì cũng mạnh. À quên nữa, cái đầu bơm nước 150.000 một cái anh em, là gắn trực tiếp vô cái đầu bò ha, quên giới thiệu hoài, nhớ thì 100.000 chai. Đó, lóc thì có dập mắt in da băng cho mình nha. Chế thì em cũng đã lên chế hai kim mới anh em, dễ nổ, tiết kiệm xăng, dễ xài cho mình. Đó, và cái con này thì tum gời, tum nhôm nè, cáo của nó màu cam nhưng mà áo nó bị bể, và bây giờ thợ lụm cáo màu đỏ gắn vô anh em. Đó, nhưng mà cho nó đẹp chứ để cáo nó bể banh chành té bẹ hết rồi ha. Nhưng mà những con này á thì được một cái là khỏe. Khỏe nhưng mà tum gời đó nè, cực kỳ ngon ha, mà giá có chịu gửi thôi. Nòng 32 ly, 24cc là nghe em chạy bao mạnh ha. Rồi ta lái hai tay ra chết ha, cần trắng cỏ đầu bò đều là nguyên zin hết nghe em. Những con 34 ly mà yếu yếu bóng vía là chết với mấy con này hết. Đó, còn anh em nào mà muốn mua cái đầu máy thì những con tum gầy như vậy nè thì anh em trừ lại 350.000, còn cái đầu máy và bao ship cho mình ha. Rồi em qua con E7, con E7 là cái dòng Maruyama nghe anh em, nòng 34 ly ha, 26cc. Đó, con này là cái máy này là trên cái máy đeo lưng anh em, nhưng mà khung bọng cằn đồ nó gãy đồ này kia hết rồi, bởi vì mới là lên cho nó càng thẳng luôn ha, nhưng mà ghim hết nha. Đó, lên càng thẳng á là nó chỉ có một điểm chỗ này thôi, là cái bô á đeo lưng á thì nó quay ra sau, nếu như mà để nguyên zin như vậy á thì nó sẽ thổi vô cái lưng anh em ha, bởi vì bắt buộc là phải chọt ra trước lại đó ha, còn bao nhiêu lại là zin hết nha, chứ không có mà chế cháo hay là cái gì hết anh em, zin nha, đồ zin gáp vô, đồ zin gáp vô hết đó. Máy ba lô bởi vì cái bình xăng dưới nó chà bá hự luôn ha, châm xăng ha, đầy bình chạy từ sáng tới chiều không hết luôn ha. Đó, rồi con này thì chụp giật trợ lực anh em, cái kiểu nó như vậy luôn ha. Đó, chế thì chế quanh gồm chế zin theo máy ha, cáo nó hơi nắm nhẹ xíu, con này 2 triệu thôi nghe anh em, nếu như cáo con này không nắm thì chắc nó tới 2.2 triệu á. Anh em nhìn cái bình xăng dưới nè, mới chát là biết nó ít xài đúng không. Đó, và thêm cái là tum gời, tum nhôm nữa chứ. Đó, lóc có dập mắt in da băng vô mình luôn nè. Đó, và thêm cái tum gời, tum nhôm nè nè, là về mình có thể là chế cháo hay là gáp xịt thuốc gì cũng ngon hết nè. Đó, thấy không, bình xăng dưới thì mới chát ha, máy thì bao đẹp, bao zin hết nha, bao zin 100% nghe anh em. Đó, ta lái hai tay nè, ga và công tắc trên tay luôn nghe anh em, bộ ga hệ luôn nè ha, cần zin, thiếu cái đầu bò nữa gấp, em gấp đầu bò zin nghe anh em. Nổ bao giòn nha. Trợ lực này thì anh em chỉ cần lôi cái cọng dây ra nè, cầm lôi ra là chạy ha. Cực kỳ ngon ha. Rồi con E7 này 2 triệu nghe anh em ha, máy bao mạnh luôn, 34 ly 26cc nghe, trợ lực chế quanh gọt, anh em nhìn cái bình xăng dưới nè, mới chát, nó chỉ có là nắm như này tí xíu thôi ha. Rồi em qua con E8, con E8 này cái dòng Maru 3030, con này 37 ly là nghe anh em, ghi lộn rồi, nòng 37 ly ha, 31cc là nghe. Còn cái con mà 3000 thì nó mới 36 ly ha, còn 3030 là 37 ly nghe anh em. Con này 2.5 triệu ha, nòng 37 ly, 31cc, cũng là một con máy đeo lưng, em lên càng thẳng bởi vì khoét cái bô lại ha, chứ tất cả đồ lại là đồ gin hết, cần cũng là cần gin của máy khác, em lắc qua ha, chứ không phải là chế cháo hay là sao hết, nguyên gin hết nghe anh em, vẫn là nguyên gin ha, chế là chế tự động nè, vú bơm trước ha, đó, là đóng mở, đó, nó như vậy ha, đó, bích tông ga kéo anh em, chạy nói chung những cái dòng này thì chạy là siêu êm, dòng Maru anh em biết là nó bền, nó chuẩn, nó tiết kiệm xăng cho mình ha, và sau này hư phụ tùng nó nhiều nha, lóc có dập mắt in da băng trong đây luôn. Con này cũng là tum gầy, tum nhôm, tum 260 nghe em, tum nhỏ đó ha. Đó, cũng là nguyên gin, cũng là gáp cái bộ cần gin vô ha. Đó, máy thì bao đẹp, cực đẹp nghe em.
áo sống đồ liền lạc, không có bể dở gì hết nha anh em. Đó thì đau lưng thì chỉ cái bô nè, nó quay ra sau thì quay lại ngược lên trước là ok, là ngon lành hết ha. Đó, ga và công tắc trên tay anh em. Đó, chán cỏ thì thay mới ha, đầu bò green. Đó, còn các anh em nào mà muốn lấy thêm cái đó thì thêm giùm em là 50.000 nha. Anh em nhớ là bán kèm theo một cây máy chứ không có bán lẻ bên ngoài nha anh em. Đó. Rồi, con E8 này 2.5 triệu nha. Đó, anh em nhớ giùm em một điều là cái đó 50.000 là cái số lượng nó chỉ có 20 cái anh em. Đó, chắc là một ngày hoặc là hai ngày là hết thôi. Đó, chắc một ngày hoặc là hai ngày là hết thôi ha. Đó, kể từ cái clip này em đăng lên nha. Đó, là anh em nào chốt thì mua thêm thì mua ha, còn không thì thôi. Đó, nhường cho anh em khác, nó chỉ có là 50.000 một cái thôi. Và hết số lượng 20 cái đó là giá bắt đầu lại là 100.000 nha. Đó, rồi cơm qua con E9 ha. Con này là con Cindy qua sót 270 nha anh em, 270 lần nha, nòng 34 ly, 27 cc, máy móc thì cực đẹp ha, bình xăng dưới zin, chụp giật trợ lực, chế quanh gồ, chế hai kim, tay đỏ tự động luôn nha anh em, tay đỏ tự động luôn đó, cực kỳ xịn sò ha. 270 hổm gà anh em cũng săn đón và tìm kiếm nhiều đó. Đó thì bữa nay thì lượm con này ha, con này 2.1 triệu nha anh em, con này khá đẹp ha. Máy móc thì đẹp nguyên zin hết nha anh em. Tôm nhôm, tôm liền. Cái tôm đó thì nó có chóc sơn chút đỉnh nha anh em. Đó, 270 ha, mắc in da băng. Đó, rồi con này thì ta lái hai tay. Đó, ga và công tắc trên tay luôn nha anh em, ga hai chế độ luôn nè. Hai chế độ này là tự trả nè, tại vì cái cộng dây ga em chưa có gáp vô kịp ha. Thì nữa anh em đi là sẽ lòn dây đồ các kiểu, đi dây gút đồ là nó gọn gàng, nó sạch đẹp cho anh em liền nha, chứ không phải mà nó lòng thòng như thế này đâu ha. Đó, ga hai chế độ là tự trả ha, còn em ga chết thì bớt thằng này vô. Đó, lên xuống ha. Đó, là bình nó nằm yên. Đó, hai chế độ, còn cái này là tự trả như ga bóp vậy đó nha anh em. Đó, công tắc đây ha, chữ Y là tắt nha anh em, chữ O là mở. Đó, chừng nào em sẽ xử lý, em sẽ làm nghiêm chỉnh lại hết. Căng, đầu bò đầu là zin hết nha anh em, zin 100% ha, giá 2.1 triệu cho con E9. Mấy dòng này chị quá biết. Đụng nhẹ là nổ nha nè, đụng nhẹ là nổ nha, trợ lực mà. Đúng kìa. Quả VIP. Rồi, con E9 này 2.1 triệu. Em qua con E10. Con E10 con cuối cùng nha nè, con Cindy qua S26 ha. Nồng của nó là 34 ly, 26cc. Nhưng mà trong cái khoăn khúc 34 ly 26cc thì con này là chúa tể. Chúa tể của loại 34 ly nha, không có con nào mà chạy qua được con này hết, kể cả con 270 này luôn. Thế là chạy cũng không bao giờ mà ăn con này được. Đó, con này giá là 2.350.000 anh em. Hình thức máy thì nguyên zin ha, chế quanh gồ, chế hai kim, chế zin nha, chế zin. Bình xăng nhựa thì thay rồi, còn bao nhiêu lại là zin. Và cái con này là đề cao anh em. Đề cao là như thế nào? Là đề cao là cái bô bằng nhôm, nó cao hơn những cái đề khác. Rồi cái bô những con kia thì nó bằng sắt nha nè, bằng sắt ha, nhưng mà con này bô bằng nhôm anh em, nhìn là thấy không, đổ nguyên khối cực kỳ đẹp luôn đó. Và cái họng bô rất là to, chạy rất là bốc nha. Đó, thêm lên đây cái nó có cái chân bảo vệ bình xăng này nghe em, tại vì do vận chuyển á, dục tới dục lui nó bị bể, chứ sau này bình xăng này bao anh em là bao dày luôn ha. Và nó có cái chân là không bao giờ cái bình xăng này nó bị hư nữa đó ha. Đó, nó cao hơn cái bình xăng này, đâu có đụng chạm bọng gì nữa đâu. Hơi tùm nhôm, tùm liền, máy khá đẹp nè, máy khá đẹp ha. Tùm tiết, đồ số, xéo, đồ nước sơn, nước xiết, đồ còn rất là đẹp nha. Ghiên hết nha nè, ghiên hết ha. Rồi, ta lái hai tay ha, em lên cho nó một cái gờ bóp mới luôn nha nè. Ở gờ bóp mới ha, cái này là chung cái chiếc xe đạp á, mới mua chiếc xe đạp rồi xong rồi gỡ cái thắng nó ra, gắn vô đây cho anh em luôn nè. Đó, thôi căng đầu bò ghiên hết. Và cống cần của nó là 26 ti 7 khía nha anh em, ghế gáp được sạc cỏ, xới đất, xới cỏ hay là những cái bộ mà cưa xích mà cắt cành trên cao rồi đó là gáp được hết nha. Là anh em mua những cái món đó mới là có hết. Giá 2.350.000 nha anh em, giá bao rẻ luôn. Bao mạnh.
bao mạnh bao ghiên nha anh em. Rồi 2.350.000 cho con em mời. Anh em chốt con nào thì liên hệ trực tiếp giùm em là 0972 949 527. Xem nhớ cho em xin một lượt đăng ký kênh nha anh em. Đó, và em xin nhắc lại thêm một cái này nữa nha, là cái này là 50.000 một cái, là bán dính vô con máy, không bán lẻ ha. Và cái số lượng thì chỉ có 20 cái thôi, và bán hết 20 cái máy là bán hết 20 cái này, là bắt đầu hàng nó về thì sẽ bắt đầu là 100.000 một cái. Đó, em nói rõ ràng ha. Tại vì là 20 cái này là nói chung là mua 10 cái nó tặng 10 cái đó ha. Bởi vì em bán cho anh em cái giá rẻ lại luôn, ở bán cái giá khuyến mãi ha. Tại vì đại lý lớn mà người ta chào hàng thì lúc nào cũng phải là cho cái giá thơm này. Đó, thơm được cái nước đầu ha. Đó, thì chia sẻ lại cho anh em cái phần đó. Rồi, clip của em cũng xong rồi ha. Bye bye anh em, hẹn gặp lại anh em clip sau.